chào các đồng chí và các anh chị em cũng như các bạn thân thương của Lợi Minh. Hôm nay là chiều chủ nhật ở bên Hoa Kỳ. Nam hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Chúc các đồng chí cũng như các anh chị các bạn ở quê nhà một ngày mới của tuần mới nhiều may mắn và nhiều thắng lợi, cũng như làm ăn thì lúc nào cũng phát đạt. Với cái chính sách đổi mới hiện nay, Việt Nam mình cái cơ hội làm ăn nói chung tôi thấy rất là nhiều. Facebook là một cái mạng xã hội để mình giao lưu, để mình chia sẻ những cái gì hay trong cái cuộc sống, nhất là chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái bè lũ bao que xỏ lá ô hợp. Đối với tôi thì những thành phần này là chính. Đối với tôi chỉ tập trung vào những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Còn những vấn đề mà nội bộ của các nhóm thì tôi thấy nó nhiều lúc rất là nhiều lúc nó làm sao vậy đó. Cho nên một số anh em nào mà inbox tôi đưa những cái hình ảnh mà nó có cái tính cách kích nhau trong nội bộ, hay là những cái hình ảnh mà nó mang tính cách giống như sex, hình những hình ảnh đồi trị, tôi sẽ quỷ kết bạn. Tôi sẽ quỷ kết bạn và tôi sẽ block người đó. Tại vì gần đây tôi nhận được nhiều inbox những cái hình ảnh đó, tôi thấy bực mình quá. Cho nên chúng ta là những người yêu nước, mình hãy tập trung vào chuyên môn vì lợi ích dân tộc. Còn những cái chuyện cá nhân ở trên mạng xã hội này, đấu đá nhau rồi cuối cùng chẳng được gì, cào cái bàn phím rồi cuối cùng cũng chẳng được gì cả, ngoại trừ có những người câu like khác họ có cái mục đích gì. Còn đối với tôi yêu cái quê hương đất nước của tôi, vì tôi không thể nào quanh tay đứng nhìn những cái thành phần chống cộng hô hợp của mình, nhất là ở bên mình nó xuyên tạc và nó bốc phét và nó tìm đủ mọi cách để chống lại sự bình yên của đất nước, chống lại những cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước. Đối với tôi nhìn thấy tôi hiểu được cái cuộc chiến Việt Nam nó đã mất mát rất là nhiều, mà những người cha anh của chúng ta đã đổ máu và hy sinh quá nhiều. Tôi hiểu được điều này. Và dưới ngọn cờ của Tổ quốc, ngọn cờ đỏ sao vàng, dưới sự lãnh đạo của đường lối của Bác và Đảng, tôi luôn luôn và trung thành và vì những cái gì mà lợi ích dân tộc trên hết. Còn những chuyện cá nhân tôi dẹp bỏ qua một bên. Cho nên đừng có lôi kéo tôi vào cái chuyện lặt vặt trẻ con, tôi không có thích. Chúng ta lớn rồi, ai cũng lớn, nhường nhịn nhau một chút thì cũng chẳng có gì chết. Nhất là trên mạng này, tôi nói thật đấy, ở ngoài đời mới là quan trọng. Vì sự thành công cũng là thành đạt của mình ở ngoài đời rất là quan trọng. Cho nên tôi muốn chia sẻ với anh chị em, gần đây cũng có một số người buồn, có những người bất mãn, thì những ai mà yêu nước chân chính, chúng ta cứ tập trung vào chuyên môn, chúng ta cứ dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngọn cờ Tổ quốc và thẳng tiến, không có gì phải bồn chồn cả. Tôi chiến đấu với cái lũ bao que xỏ lá, lũ chống cộng hô hợp, có thể nói là hơn 20 năm rồi chứ không phải lớn được. Trên các diễn đàn mạng nó rất là phức tạp, một cái cuộc chiến vô cùng phức tạp. Cho nên anh em chúng ta, tôi kêu gọi anh chị em các bạn là những người yêu nước chân chính, chúng ta hãy vững tâm, chúng ta hết sức bình tĩnh. Những cái chuyện ngoài bộ đừng có, chuyện nhỏ đừng có xé ra cho nó to quá. Nếu mà mình dàn xếp được thì tốt, nếu mình bỏ qua được thì càng tốt, nếu mình tha thứ nhau được thì là một sự rất là tuyệt vời. Trong cuộc chiến nào cũng vậy, cùng chung một
đồng đội cùng chung những người anh em chiến đấu vào sanh ra tử, không vì những cái chuyện lặt vặt nhỏ mọn nào đó rồi mình phải tìm cách để diệt nhau. Tôi thấy rất là nguy hiểm, nhất là cái truyền thống của người Việt mình và cái lối sống của người Việt của mình bị ảnh hưởng phương Đông quá nhiều, bị ảnh hưởng cái văn hóa của phương Đông quá nhiều. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em các bạn, bỏ qua được thì cứ bỏ, cứ nếu mà cứ cào cấu nhau thì thì ngày này qua ngày nó cũng vậy thôi à, nó lòng vòng, ai cũng không có chịu đâu thua ai. Hôm nay tôi xem một cái video clip ở trên mạng này ở bên Ấn Độ, bởi cái văn hóa phương Đông nó không có, nói chung là tôi thấy nó không có được văn minh lắm. Hai cái bà hàng xóm này, hai người đàn bà quýnh lộn với nhau, mắc cười lắm, chửi lộn với nhau. Bà bên này thì cứ móc cái ống cống lên chửi lộn với nhau theo kiểu cách là bà dục rác qua nhà tôi thì tôi móc ống cống chứ dục rác qua nhà bà. Hai bà dục qua dục lại, mà hàng xóm can ra, mà hai bà cứ móc ở dưới cái ống cống trước nhà lên chọi nhau, chọi vô nhà bà, chọi nhà tôi một cục, tôi chọi nhà bà một cục, và kia chọi hai cục thì bà này cũng chọi lại hai cục. Cuối cùng không giải quyết, hai bà hồi mệt quá ngồi thở, còn mấy ông thì đứng chỉ biết mà ôm đầu mà bó tay, không biết có làm sao mà cản ngăn được. Cho nên cái cuộc sống, cái gì hay chúng ta cần nên đổi mới và học hỏi. Với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tôi thấy hiện nay rất là tuyệt vời, đất nước mình đang thay đổi và đang đi lên hàng ngày hàng giờ. Anh chị em các bạn nên nhớ là như vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải tập trung vào những cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, bên mặt đó bề mặt tư tưởng chính trị trên các không gian mạng thì chúng ta cần phải tập trung vào những cái chuyên môn là chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, chống lại những cái thành phần mà chống phá đất nước ô hợp, tự nó tìm đủ mọi cách để phá hoại sự bình yên và công cuộc đổi mới phát triển của đất nước. Nếu tôi thấy là cái đó là nó là chính thôi, chứ còn mà giải quyết mấy cái chuyện lòng vòng lặt vặt, ngay cả chuyện trai gái, phụ nữ rồi phụ nam, nó cứ kéo tới kéo lui. Này, nếu các bạn mà ở bên Mỹ các bạn coi cái cuốn phim tình cảm mà được The Day of Our Life, nó hay lắm. Cái phim đó nó giống như của phim Tàu, phim tình cảm của Tàu, mỗi trưa nó chiếu hoặc là chiều, các bạn thấy cái cuộc sống nó cứ lòng vòng, chuyện này chuyện nọ của con người nó cứ không bao giờ giải quyết, mà nó quay cả mấy chục năm nay là câu chuyện thằng này chết rồi lên thế người khác, rồi nó cứ lòng vòng lẫn quẩn, mình không đi ra khỏi được những cái lẫn quẩn loanh quanh đó. Tại sao mình sống mà mình lại đi phí những cái thời gian và cuộc sống của mình vào những cái chuyện mà tranh chấp không ra gì hết, những cái chuyện mình không đáng gì hết. Có những cái mình cần phải bỏ. Tại sao cứ phải đấu đá nhau bôi mặt rồi đấu đá suốt ngày Photoshop rồi làm đủ thứ chuyện hết. Cái văn hóa của phương Đông của mình phải nói là phức tạp thiệt chứ, nó phức tạp hơn cái văn hóa của phương Tây. Phương Tây rất là nhiều, cái phương Tây là khác nha anh chị các bạn, còn cái Bắc Mỹ nó là khác nữa đó. Anh chị các bạn biết cái văn hóa phương Tây là nó thuộc về khối châu Âu, còn cái văn hóa của Bắc Mỹ nó thuộc về Mỹ Canada, nó chỉ có hai thằng đó thôi. Còn cái văn hóa của Nam Mỹ nó lại khác nữa. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị các bạn, tôi thấy nó cái cộng đồng Facebook của người Việt của mình,
càng lúc nó càng phức tạp. Hồi xưa nó ít á, thì còn đoàn kết với nhau rất là dữ dằn lắm. Đông lên rồi bắt đầu tranh quyền đủ kiểu đủ cách. Tôi làm tôi nhớ đến những ngày mà khi mà không gian mạng nó bắt đầu có, và cái những cái diễn đàn mạng như PowTalk là mạnh, thành phần chống cộng cho đó rất là mạnh, và những diễn đàn mà bên gọi là phe thân cộng rất là ít. Lập ra được một năm, lúc đầu mới lập ra thì đoàn kết lắm, lập ra được chừng vài vài tháng bắt đầu đông lên rồi, bắt đầu chừng năm rồi rồi bắt đầu có chuyện, ôi giời ơi nó đủ thứ chuyện rồi bắt đầu sụp, rồi nó chia ra thành 3-4 diễn đàn của thân cộng, rồi cuối cùng cũng sụp sụp hết trơn. Tôi nói rất là phức tạp trong cái cuộc chiến mà không gian mạng về vấn đề chính trị, phức tạp lắm anh chị em các bạn. Tôi chiến đấu nhiều lúc cũng gian chung lắm chứ không phải giỡn, nhiều khi tôi bị cả ngay những người đồng đội anh em của mình gượt dí nữa. Nhưng mà đối với tôi đó là những kinh nghiệm, đó là những cái sự trải nghiệm, trải nghiệm cho mình thấy lòng của con người trên cái không gian mạng sau cái màn hình monitor. Nhưng mà ngoài đời anh chị các bạn biết, ngoài đời thật nó khác nhau rất là nhiều. Cho nên hôm nay tôi live stream, tôi thấy tôi kêu gọi anh chị em các bạn là những người yêu nước chân chính, chúng ta cứ đoàn kết với nhau. Những gì mình tranh đấu, những gì mình chiến đấu cho một cái lý tưởng, cho một cái chân lý, và cái chân lý của mình nó rất là rõ ràng, đó là dưới cái ngọn cờ của Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta quyết tiến và quyết đánh, không có gì phải nản lòng, không có gì phải buồn. Buồn thì cũng buồn, mình là con người mà, ai cũng có trái tim, máu chảy về tim mà. đâu có máu chảy ngược đâu. Cho nên có những cái nó buồn cười, mình có những cái nó buồn cười cho đến mắt chứ không phải là giỡn. Cho nên tôi kêu gọi anh chị các bạn chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu. Gần đây trên cái cuộc chiến không gian mạng thì tôi thấy rằng dù nội bộ có những cái mâu thuẫn, nhưng mà chúng ta cũng thành công rất là nhiều trong những cái luận điệu, chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là mấy cái đám mà bao que xỏ lá mất dạy ô hợp, mấy cái lũ đó chúng ta đang đứng rất là mạnh về tụi nó, về vấn đề mà cuộc chiến không gian mạng. Gần đây cũng có rất là nhiều kiều bào, cũng có những người yêu nước, họ đã bắt đầu cất lên những tiếng nói rất là trung thực. Họ chia sẻ về sự đổi mới, thay da đổi thịt của quê hương đất nước, nhất là các bạn trẻ. Nếu các bạn xem cái chương trình Nửa Vòng Trái Đất, họ phỏng vấn cái phố Bô Sa TV, họ phỏng vấn một cái thanh niên trẻ mà anh ta về Việt Nam sống và lập nghiệp. Anh ta nói rất là hay. Đối với tôi thì bất cứ một cái kênh truyền thông nào họ nói về những cái gì mà có tính cách xây dựng và đổi mới và phát triển, mà họ nói về những cái công cuộc phát triển đổi mới của quê hương và những cái sự gọi là tấn tơ phát triển, những cái điều mà gọi là khích lệ những người khác đó, là tôi ủng hộ. Còn chuyện mà nhiều khi họ, những cái truyền thông đó có những người họ vì đồng tiền mà họ có thể chở cờ, hay là họ có thể nói khi nó nghịch lý, thì đối với tôi bỏ ngoài tai. Cái gì có lợi thì mình học hỏi và mình chia sẻ.
chứ không phải mình không thích cái kênh đó, cái người đó trong cái kênh đó là mình không hề nghe những cái hay của những người khác trong cái kênh đó. Theo tôi thấy là như vậy, mỗi người có một cái quan điểm sống. Tôi phải nói là đối với tôi, Việt Nam là trên hết, quê hương đất nước của tôi là tất cả. Tôi lên trên mạng này cũng không phải để được tung hô hay là để được đánh bóng tên tuổi. Ở ngoài đời tôi chẳng có thiếu, tôi nói thật, ở ngoài đời tôi không phải là một người thất bại trong cái cuộc sống, mà tôi phải nói là tôi là người thành đạt, tôi rất là giỏi chứ không phải là giỡn đâu. Cho nên những thành đạt của tôi muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm sống và những cái hay tới những cái thế hệ trẻ sau này, và những người họ có cái sự gọi là muốn tiến bộ có cái gọi là khích lệ những người ta có cái sự gọi là muốn tiến lên. Đối với tôi luôn luôn sống gọi là khích lệ những người khác để vươn lên, chứ không phải là đem những cái tiêu cực của xã hội để chà đạp ai cả. Cho nên tôi live stream, tôi thấy rằng những cái tình hình trên Facebook, cộng đồng Facebook của người Việt của mình lúc nào cũng vậy. Cộng đồng Facebook, cộng đồng, những cái cộng đồng mà diễn đàn không gian mạng của PowerTalk ngày xưa cũng vậy, Yahoo một thời cũng vậy, chứ không phải là giỡn. Khi cái người Việt của mình nó càng đông lên thì phức tạp vô cùng. Nói chung thì tôi chỉ hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một nhóm người không cần phải mình quá đông, miễn sao mình có chất lượng là được rồi, mà tiếng nói của mình làm sao nó trung thực, và nó trung thực để mình khích lệ những người khác, nhất là đập tan những cái âm mưu xuyên tạc của những thành phần của các thế lực thù địch. Chứ còn mà cứ lẩn quẩn lanh quanh lòng vòng, rồi cứ câu like, rồi cứ tìm đủ mọi cách Photoshop ghép hình ảnh, ghép tiếng, lồng tiếng những cái lưu lòng vòng chừa vào những cái chuyên đề lẩn quẩn của con người thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy những cái nan đề trên không gian mạng và những cái nan đề ngoài xã hội, tôi phải nói là tôi khâm phục Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi khâm phục cái sự lãnh đạo. Phải nói là những người ở Trung ương rất là hay. Bởi vì khi tôi về rồi, tôi gặp anh Bằng, tôi ngồi tôi nói chuyện, tôi nói phải nói quá hay, rất là tuyệt vời. Chính sách đối ngoại và đối nội của những người lãnh đạo Trung ương hiện nay phải nói rất là tài tình, những cái bộ óc rất là vĩ đại. Họ phải ngày đêm suy nghĩ và tính toán làm sao cho nó không cương quá mà cũng không nhu quá, làm sao để cho nó phù hợp với sự đổi mới và cái sự hiểu biết của người dân ở trong nước hiện nay, và với cái cộng đồng quốc tế mà nhà nước mà Việt Nam mình đang hòa hợp, đang coi như là cùng chung để xây dựng trong một cái cộng đồng quốc tế ngày một Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn. Tôi thấy rất là tuyệt vời. Không có bất cứ một thế lực nào có thể làm cho tôi lung lay và nói rằng là có thể phản bội lại quê hương của tôi. Con người của tôi, khi mà tôi theo một cái thể chế nào là tôi nhất định phải trung thành và phải tin tưởng, chứ không phải sáng nắng chiều mưa. Khi không đạt được mục đích cá nhân, khi không đạt được những thành quả riêng tư của mình,
bắt đầu quay qua bạch áo cho người ta xem luôn. Tôi rất khinh những hạng người như vậy, tôi khinh bỉ vô cùng. Biết là những người từng theo bác và đảng, lúc chưa được mục đích đó, thì phấn đấu dữ lắm, rồi đòn viên rồi vào đảng, rồi khi mà bị lội ra ngoài vòng rồi bắt đầu quay ra vạch áo cho người ta xem luôn. Tôi vô cùng khinh và kỳ với cái là, nói chung là khinh những hạng người như vậy. Mà tôi gặp rất nhiều trên không gian mạng, tôi gặp rất nhiều những hạng người như vậy. Có những hạng người đó tự nhiên tôi cảm thấy nó dị ứng khủng khiếp. Nhiều khi họ mặc trên bộ đồ quân phục mà họ quay ra họ nói xấu bác và đảng, mà họ từng theo bác và đảng, từng chiến đấu trong chiến khu, rồi bây giờ họ quay ra họ chấm và họ phá và họ siêu tài. Tôi thấy nó rất là đáng tiếc. Nhiều khi có những người mặc những bộ đồ quân phục chụp hình kết bạn với tôi, mà đưa những cái hình ảnh mà những cái chuyện mà trong xã hội Việt Nam và đem ra phê bình chỉ trích, tôi hủy kết bạn ngay lập tức. Tôi không cần biết anh là chức vụ gì, những hàng người đó là tôi hủy kết bạn ngay lập tức. Tôi hủy kết bạn hơi bị nhiều. Anh mặc trên bộ đồ, trên người anh chiếc quân phục thì anh không thể nào mà đem vạch áo cho người ta xem lưng được. Trong nội bộ, trong đảng dĩ nhiên cũng có những người người ta sai, sai đến đâu thì sửa đến đó. Họ cũng là những con người thôi, chứ quay ra rồi bắt đầu nói xấu, nó không xứng đáng. Nó không xứng đáng với bộ đồ quân phục, nó không xứng đáng với một người gọi là cán bộ ăn cơm của nhà nước. Ngay cả có những người lãnh lương hưu, hồi lúc trước tôi gặp mấy ông, ngay cả những người từng phục vụ theo bác và đã lãnh lương hưu, rồi xong rồi nhìn những cái nan đề của xã hội mà trong báo chí đảng và nhà nước đang gọi là làm cho tốt hơn, rồi quay ra rồi lại nó xấu, bắt đầu đưa lên báo chí rồi bạch áo cho người ta xem lưng. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Tôi ghét những thành phần bao que xỏ lá là cực kỳ, là có thể nói là số một. Mà những cái hạng người mà như vậy đó, tôi ghét có thể nói là thứ hai, tôi khinh thứ hai. Những người mà nhiều khi người ta không hiểu, người ta thì mình không trách, mà những hạng người từng theo bác và đảng quay trở lại nói xấu, kỳ, nó kỳ cục, nó kỳ cục giá mà. Thôi thì rất là thích, cho nên anh chị em các bạn thấy tôi thường hay lái xe live stream. Tôi thích như vậy. Có những lúc trời mưa tôi thích lấy xe chạy vòng vòng vậy đó. Trong mưa rơi mở nhạc lắng nghe. Tôi thích nhất là khi trời mưa lái xe live stream cũng vậy. Tôi thích khi mà mình đi đâu hay là mình lái xe, còn ngồi ở trong nhà nó rò bó. Nhiều khi mà cái tư duy của mình nó không có được hay lắm. Thôi đi chào anh chị các bạn nha. Xin chào. Giờ phải làm công chuyện đây. Bên này thì mà chiều rồi, không biết mấy giờ ta. Bên này chiều. Các bạn thấy sa mạc, trời nó nóng. Giờ này mà nó còn nóng, nóng trên 100 độ. Trưa, bắt đầu trưa là khoảng 115. Một mấy hôm nay là bây giờ là mùa nóng, mà nó nóng cho tới tháng 9 nó mới hết nóng. Khoảng giữa tháng 9 nó mới hết nóng. Mà tới chừng nó lạnh, nó lạnh giá quá ăn luôn. Các bạn thấy những cây xương rồng vậy không? Một cây xương rồng như vậy đó, một feet là 3 feet, nó là 1 mét. Các bạn nghĩ đi, 1 feet 6 năm mà nó mới lớn được 1 feet. Mà nó cao được như vậy thì các anh chị các bạn thấy nó mọc. Ở đây thì nói chung là chỉ có xương rồng, những cây xương rồng. Cây xương rồng như vậy đó, mà muốn dời nó đó,
anh chị các bạn dời nó là phải thuê thợ lại, nó dời, mình dời mà không đúng á nó sẽ chết, tại vì cái hướng nắng chỗ nào thì mình dời về đó thì nó phải có những người mà chuyên môn, người ta dời, người ta có chiếc xe rất là lớn, người ta đào cái cây gì nó nặng cả chục tấn chứ không phải là giỡn đâu, chứ không phải là giỡn đâu. Mà các bạn, mình đi ra các bạn biết nó lại nó chỉ bứng gì thôi, các anh chị mình thích nó mọc vậy đó, gió bão bùng cỡ nào cỡ nó cũng không ngã. Sa mạc thì chỉ có trồng được những cái cây như vậy thôi anh chị các bạn, nó ngộ lắm, những loại cây sa mạc như vậy để trồng chơi vậy đó, nó lấy bóng mát thôi, nó có gai, cái này gọi là mesquite, nhưng mà nó tươi mát không, còn trong cái đó tưới nước mà nó cũng em gọi là cái cam Phật, cam Buddha nên nó gọi ngộ lắm anh chị các bạn thấy eo những cái cây phải tưới nước dữ lắm, tưới khủng khiếp chứ không thôi là nó chết. Các bạn biết sa mạc tôi cũng thích, mình đào cái ao cá mình nuôi ao cá, mình nuôi ao cá Bác Hồ thả cá chép, cá khôi á, rất là thích. Nó phải có tôi gọi là ao cá Bác Hồ, mỗi lần mà mình cho cá ăn là mình nhớ tới Bác. Bác Hồ là thần tượng của tôi, anh chị các bạn biết. Đối với tôi có những lúc mà tìm hiểu về cuộc đời của Bác, thấy rằng Bác đã hy sinh tận tụy cả một đời, hy sinh cho tổ quốc, cho dân tộc. Bác tuyệt vời. Nói đến Bác là tôi thấy từ khi mà tôi đi ra hải ngoại rồi, anh chị các bạn biết tôi cảm thấy thương mến Bác nhiều hơn bao giờ hết. Cuộc đời của Bác bôn ba khắp mọi nơi để làm sao giải phóng quê hương dân tộc ra khỏi nô lệ, ra khỏi xiềng xích. Các bạn thấy thực dân Pháp nó đến Việt Nam mình thế nào, nó xem dân mình mà nó coi dân mình như là một cái giống dân mọi rợ. Rồi Mỹ đến Việt Nam sai lầm rồi cũng đẩy Việt Nam vào trong chiến tranh loạn lạc. Cho nên ngày em đối với tôi thấy rằng anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính, chúng ta phải đồng lòng với nhau, chúng ta không có theo bất cứ một nhóm, một hội đoàn nào cả, chúng ta chỉ theo Bác và Đảng dưới ngọn cờ của tổ quốc. Trong trái tim của chúng ta chỉ có Bác và Đảng và ngọn cờ của tổ quốc, chỉ có thế thôi, không có hội nhóm nào, phiền phức lắm rồi mất công buồn. Thôi thì chào anh chị các bạn nha, bye bye, hẹn gặp sau. Bên này chiều rồi, chuẩn bị cho ngày mới. Các bạn thấy cộng sản qua Mỹ ngon không? Mấy thằng bao quen nó tức ói máu rồi. Tối ngày đó nó cứ đòi trục xuất lại mình, đảo đảo lại mình. Các bạn thấy trồng được cây bầu cái gì á là phải tưới, bầu này là bầu mà nó giống cái trái, nó giống như cái bình rượu vậy á bạn, rau má mà. Trồng chơi vậy thôi chứ ăn được bao nhiêu, trồng cho nó vui vui. Các bạn thấy sa mạc đấy, những cây xương rồng đấy, những cái cây này là cây mesquite nè. Các bạn biết cái loại cây này á mà mình có cá đó, mình nướng đó, mình lụi nó vô trong, bắt đầu mình nướng nó thơm cá lắm, nó rất là thơm, rất là thơm. Các bạn thấy trời vẫn còn nắng chang chang, giờ này là năm giờ mấy rồi.